Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh AR Video. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem cái khu An Bình, có một cái công viên có cái bờ hồ rất là lớn luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi một... Ở bên này hình như là cũng mới làm hay sao á, thì cho nên là những cái cây này giống như là thấy mới, vẫn còn mới. Vậy khi mưa à, hình như là khu này mới luôn mấy bạn ơi. Công viên cỏ nè, những cái ô cỏ này là những cái cây mới trồng nè. Những cái ô cỏ hình như là người ta cũng mới trồng xuống, cho nên là những cái vạch vẫn còn kìa. Cỏ này là cỏ Du Vân á, nếu mà lâu rồi thì thấy. Bên kia thì đây là những cái cây cao. Cao hay cây dừa lùng ta? Bên đó thì dành cho những cái con cuốn nó đã chơi cho hai con chiều. Để mình sẽ lồng tiếng hai con. Thì con cuốn vàng với con cuốn bò sữa, hai con đang vật lộn giỡn nè. Cái con cuốn vàng nó kêu sao tao nằm xuống cho mày đè, mà mày không đè tao bị chó kia, rồi mày cứ cắn nó bỏ tao hoài vậy. Cái con chó trắng nó nói tao con gái mày, con gái kìa, đè làm gì bị chó kia. Xong rồi hai con bắt đầu nhìn lộn, nó nói đó để thôi mày đừng có lấy, để tao nằm đó thôi. Đó, con cá trắng hơi tức quá, bay vô tán. Và cái tay đó thì cái gì đó là cái giò, nó không có làm gì đó. Một chó dạt tán lại cái lồng đó, một chó trắng tán qua. Hai con tán qua tán lại, hồi về cái mua bông măng cút đỏ. Vì xưng cái mặt ở đó, hay chó trắng đèn, chó vàng. Quýnh chó vàng luôn, thấy không? Hai con chó quýnh lộn và câu chuyện con chó tới đây là kết thúc. Đây, thì bên một cái bờ hồ. Rồi, buổi chiều nay mây ngộ quá ta. Nào là cái mây cầu vồng, cái mây có một cái cầu vồng xuống rồi cái mây đó sẽ rực lên luôn ha. Thì phía dưới đó thì cũng có những cái đám mây nữa. Trong hồ này chắc cũng có cá ha. Kìa cá nó cũng ụt kìa. Cái này mới mà. Cái mây mây nó sáng nó dạ xuống hồ á, nhìn đẹp quá. Đó. Buổi chiều thì có rất là nhiều người, người ta sẽ đi đến công viên để mà người ta chạy bộ này, đi tập thể dục quanh một cái bờ hồ. Đấy. Thì bên đây cặp bờ hồ là cũng có một số cái quán cà phê nè, quán ăn. Quán cà phê ăn cái mình cũng thấy. Đói đói, ở cá đâu kìa. Ôi. Vậy hả? Đứng. Xong rồi cái đứng nha. Bên đây là giống chú đó bán kiềm. Những cái hàng cao này, những cái bụi cỏ nè, thường là những người ta đi bộ đi tập thể dục người ta sẽ đi trên đây. Còn những cái ở phía dưới đó thì chắc cấm bước xuống, hoặc là có thể cấm đi xuống để cho chó rồi này kia nó chạy giỡn, hoặc là cây cỏ đang trồng á. Bên đây có những cái cây xanh nè, rất là nhiều. Thường là những cái cây này được ở trồng ở công viên rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không biết tên nó là cây gì nữa, cứ kêu là cây xanh công viên ha. Bên đây người ta có làm những cái mái vườn lên. Người ta trồng dây sử quân tử để cho nó leo lên cái mái vòm cho mát nè mấy bạn. Đó. Đây là sử của Du Vân. Đây là sử quân tử hay còn gọi là trăng leo á. Sâu nó ăn tùm lum luôn rồi trời. Trời. Nó ăn lá tù lũi hết trơn luôn á. Nhưng mà vẫn cây dù là ăn nhưng mà sâu bông nó vẫn tốt. Này nó sẽ leo lên. Chạy lẹ lên. Chạy xe không đợi nó bảo hiểm, công an bắt luôn. Về sắm nó bảo hiểm nha.
từ lúc lúa xanh trên đồng, mẹ cũng ra chụp ảnh kia còn nhớ ông dạy ta năm mùa. Ôi cá nó ăn kìa, cá nó bơi nó ăn rong sắc sắc luôn kìa. Phi tay ta câu kìa, rồi có cá với hồ không. À, đường cống rác ra sông lớn bởi vì nước ra vô á. Mình đứng cái dòi người ơi. Cái chân vậy đúng không ta? Là cái chân này đưa xuống nữa. Dạ. Nhưng mà đứng đu cột, muốn cột hơi câu. Anh đi văn câu hả? Anh đi văn câu hả? Ta hát bài á, văn à bài văn câu. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi văn. Ở chính anh đứng ngoài đây đẹp. Xe người ta chạy rất là nhiều ha. Anh nói rằng anh đi văn câu, anh đi văn câu trên chiếc xuồng cao, anh chống cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Người trần gió mặt ca cắn tô mấy đôi gọi nhau. Bị gì ta? Chiều mát tại công viên. Có nhiều người người ta ở gần cái khu này á mấy bạn. Thì tôi sẽ đi ra đây ngồi đi tập thể dục nè. Người ta sẽ dẫn con người ta đi ra hóng mát. Và người ta sẽ dẫn con người ta đi ra đây chơi. Bên đó nó có một cái khu vực qua bên kia nữa. Tính ra nó đi dài luôn ha. Rất là đẹp ha, nó có cái kiểu như nó không nhiên, nó yên tĩnh á, rồi nó không mát mẻ nữa. Thì vừa rồi mình cũng đã quay cho các bạn quay coi một cái khu công viên có bờ hồ ở ngoài An Bình, khu vực An Bình ha, rất là yên tĩnh ha. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo của mình. Bye bye.